Nổi bật trong công tác tự nguyện hiến đất làm đường của địa phương, có gia đình dòng họ Phạm tự nguyện hiến một phần đất trước nhà với chiều dài 27m và chiều rộng 1,6m, tổng cộng trên 54m2. Đây là ngôi nhà dòng họ Phạm vừa để các con cháu ở, vừa làm nơi thờ tự. Điều trăn trở và suy nghĩ của gia đình dòng tộc đó là việc phải phá bỏ cổng của dòng họ. Vì tương lai của các cháu sau này, cho nên là tất cả là họ và các cụ là nhất trí để mở rộng đường ra và thu hẹp cái hai cái trụ là có hơn 200 năm nay. Nhưng mà cũng nhất trí là không có phải đền bù tiền nong các thứ này khác. Tương tự như gia đình ông Phạm Huy Ý, gia đình bà Tô Thị Đỗ, chi hội trưởng Hội Phụ Nữ thôn Đào Quạt cũng gương mẫu tham gia hiến đất với chiều dài hai mặt đường 47m2, gồm đất ở và đất chuồng trại chăn nuôi để địa phương sớm thi công công trình. Mất đất xong lại mất tiền xây như này không ai đồng ý. Nhưng mà thôi, mình phải gương mẫu chấp hành đầu tiên để cho mọi người người ta cùng phải theo mình. Bên cạnh đó còn có gia đình anh Trần Văn Trường cũng đã tự nguyện phá rỡ cổng tường bao và hiến gần 20m2 đất thổ cư của gia đình. Giá trị chiếc cổng cũ được xây khoảng gần 100 triệu đồng, nhưng gia đình anh Trường nhất trí phá rỡ chiếc cổng cũ, lùi tường vào và tiếp tục xây tường mới, và cổng có giá trị tương đương cổng cũ. Để thuyết phục vận động các gia đình hiến đất, anh Nguyễn Xuân Dư, trưởng thôn Đào Quạt, tích cực khéo léo thuyết phục người dân hiến đất. 9-10 cua mới vào nơi, đường thì hẹp, ngõ nhỏ. Thì bây giờ chúng tôi cũng là tiến hành là vận động được hết. Vừa rồi cũng vận động được 13 gia đình ở xóm Làng Tiền này để vận động mở rộng. Thì là đến nay là đã xong. Và từ dần cuối năm là chúng tôi là tiếp tục là làm tiếp là cái xóm ngõ cái trên kia. Là hiện nay là đường đã rộng là 3,5m rồi. Nhưng mà chúng tôi phấn đấu là mở rộng được 5m. Đào Quạt là một thôn rất là điển hình của Bãi Sậy trong cái việc tuyên truyền vận động nhân dân là hiến đất để làm đường. Thế và trong 2 năm 2022-2023 thì đã có gần 60 hộ lùi tường để hiến đất với hàng trăm mét vuông đất đấy để làm đường. Thế và có những cái hộ thì cũng đã lùi tường, rồi là dỡ cổng, rồi là dỡ những công trình đấy, giá trị hàng mấy chục triệu. Thế nhưng mà người dân thì sau khi được tuyên truyền vận động thì người dân cũng rất là hăng hái và tham gia cái lùi tường hiến đất để phục vụ cái việc xây dựng nông thôn mới. Gia đình ông Phạm Huy Ý, gia đình bà Tô Thị Đỗ và anh Trần Văn Trường là ba trong nhiều hộ gia đình tiêu biểu của thôn Đào Quạt, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi trong phong trào tự nguyện hiến đất làm đường giao thông. Việc làm ý nghĩa này đã tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong nhân dân. Từ đó, nhiều tuyến đường của xã được mở rộng khang trang, đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển.